Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Chiến tranh toàn diện giữa Iran và Israel là điều khó tránh khỏi. Mỹ cảnh báo về khả năng xảy ra chiến tranh toàn diện giữa Iran và Israel sau cuộc không kích vào lãnh sự quán Iran ở Syria. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với CNN ngày 5 tháng 4. Phát biểu về nguy cơ xung đột lớn giữa Israel và Iran, ông Kirby nêu rõ, chúng tôi rất lo ngại về kịch bản này. Trên thực tế, một trong những điều mà các nhà lãnh đạo hàng đầu của Iran đang nói đến là mối đe dọa rất công khai và rất thực tế này của Tehran đối với Israel. Theo kênh CNN, Mỹ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, tích cực chuẩn bị cho một cuộc tấn công đáng kể có thể xảy ra ngay trong tuần tới bởi Iran nhắm vào tài sản của Israel hoặc Mỹ trong khu vực để đáp trả vụ không kích của Tel Aviv ở Damascus. Các quan chức cấp cao của Mỹ hiện tin rằng một cuộc tấn công của Iran là không thể tránh khỏi. Quan điểm này được những người đồng cấp Israel chia sẻ. Chính phủ hai nước đang nỗ lực làm việc để chuẩn bị trước những gì sắp xảy ra, vì họ dự đoán rằng cuộc tấn công của Iran có thể diễn ra theo nhiều cách khác nhau và cả tài sản cũng như nhân sự của Mỹ và Israel đều có nguy cơ trở thành mục tiêu. Cuộc tấn công sắp tới của Iran cũng là chủ đề thảo luận chính trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 4 tháng 4. Nhưng tính đến ngày 5 tháng 4, Mỹ và Israel vẫn chưa biết Iran dự định tấn công khi nào và như thế nào. Chiến tranh toàn diện giữa Iran và Israel là điều được dự báo rõ ràng và có thể khởi đầu từ những vụ trả đũa giữa hai bên rồi nâng cấp lên trên diện rộng. Một cuộc tấn công trực tiếp vào Israel của Iran là một trong những tình huống xấu nhất mà chính quyền Biden đang chuẩn bị ứng phó, vì nó sẽ dẫn đến sự leo thang nhanh chóng của tình hình vốn đã hỗn loạn ở Trung Đông. Một cuộc tấn công như vậy có thể dẫn đến cuộc chiến Israel-Hamas mở rộng thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn, điều mà Tổng thống Biden từ lâu đã tìm cách tránh. Trước đó, kênh E24 News của Israel đưa tin rằng nước này đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiềm tàng của Tehran sau vụ không kích vào lãnh sự quán Iran ở Syria. Ngày 1 tháng 4, hãng thông tấn Sana của Syria đưa tin không quân Israel đã tiến hành cuộc tấn công vào một tòa nhà ở Damascus. Các phương tiện truyền thông Iran cho biết lãnh sự quán Iran là mục tiêu của vụ tấn công khiến 13 người thiệt mạng. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết trong một thông cáo rằng cuộc tấn công đã khiến 7 cố vấn quân sự, trong đó có tướng Mohammad Riza Zahedi và tướng Mohammad Hadi Haji Rahimi thiệt mạng. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Tehran sẽ khiến Israel hối hận về cuộc tấn công của mình và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cam kết sẽ đáp trả. Trước khi có một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Iran và Israel thì nhiều chuyên gia đã đưa nhận định về thời điểm và hình thức Iran ra đòn trả đũa Israel. Theo hãng tin Reuters, đến nay Iran vẫn tránh trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở dải Gaza. Các nhà lãnh đạo Iran cũng công khai chỉ ra rằng nước này không muốn một cuộc chiến tranh lớn có thể gây bất ổn cho đất nước. Tuy nhiên, kênh CNN của Mỹ cho rằng cuộc tấn công vào khu phức hợp đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria ngày 1 tháng 4 có thể là sự leo thang nguy hiểm nhất bên ngoài Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Hamas-Israel gần 6 tháng trước. Syria và Iran đã đổ lỗi cho Israel về cuộc không kích phá hủy tòa nhà nằm trong khu phức hợp đại sứ quán Iran tại Damascus, giết chết chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi, chỉ huy cấp cao lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC và một số quan chức khác. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến thảo luận về tình hình tại dải Gaza và khu vực hôm 3 tháng 4, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã cáo buộc Israel phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công đại sứ quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria hôm 1 tháng 4, đồng thời cảnh báo sẽ trả đũa tương xứng. Trước đó, khi phát biểu với báo giới vào hôm 1 tháng 4, đại sứ Iran tại Syria, ông Hossein Akbari, cũng chỉ trích vụ tấn công của Israel là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh Israel sẽ đối mặt với hậu quả
và Iran sẽ đáp trả tương xứng vụ tấn công. Liên quan tới việc Iran trả đũa, cựu giám đốc tình báo Israel Amos Yadlin, người hiện làm việc tại trung tâm Belfer của trường Kennedy tại Đại học Harvard Mỹ, nhận định Tehran có thể chọn ngày 5 tháng 4 để đáp trả cuộc tấn công ở Damascus, trực tiếp hoặc thông qua lực lượng ủy nhiệm. Nguyên nhân là ngày 5 tháng 4 là ngày thứ 6 cuối cùng trong tháng Ramadan của người Hồi giáo và cũng là ngày Quds. Vì thế, theo ông Yadlin, cần phải theo dõi chặt chẽ diễn biến trong ngày 5 tháng 4 và sau đó. Tùy thuộc vào hậu quả của cuộc tấn công, xung đột có thể leo thang. Về phía Israel, nước này chưa nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công đại sứ quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria hôm 1 tháng 4, nhưng nói rằng mục tiêu là tòa nhà quân sự của lực lượng Quds. Trả lời phỏng vấn với kênh CNN, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói, theo thông tin tình báo của chúng tôi, đây không phải là lãnh sự quán và không phải là đại sứ quán. Tôi nhắc lại, đây không phải là lãnh sự quán và không phải là đại sứ quán. Đây là tòa nhà quân sự của lực lượng Quds được cải trang thành tòa nhà dân sự ở Damascus. Tuy nhiên, trước các tuyên bố cứng rắn của Iran, Israel đã chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công trả đũa. Quân đội Israel sẵn sàng chiến đấu cao. Lực lượng vũ trang Israel trải qua gần 6 tháng chiến tranh ở dải Gaza cũng như trên mặt trận Liban tuyên bố họ sẽ tạm dừng nghỉ phép đối với tất cả các đơn vị chiến đấu. Một ngày trước đó, họ cho biết họ đang huy động thêm quân cho các đơn vị phòng không. Khả năng Tehran trả đũa cuộc không kích được cho là do Israel gây ra hồi đầu tuần nhằm vào khu lãnh sự quán của nước này ở Damascus đã làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn. Mặc dù hai nguồn tin Iran cho biết phản ứng của Tehran sẽ được điều chỉnh để tránh leo thang. Khi bắt đầu cuộc họp nội các an ninh vào cuối ngày 4 tháng 4, ông Netanyahu cho biết, trong nhiều năm, Iran đã hành động chống lại chúng tôi cả trực tiếp hoặc thông qua các lực lượng ủy nhiệm của họ. Do đó, Israel đang hành động chống lại Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ một cách phòng thủ và tấn công. Ông nói, chúng tôi sẽ biết cách tự vệ, chúng tôi sẽ hành động theo nguyên tắc, đơn giản là bất cứ ai làm hại chúng tôi hoặc có ý định làm hại chúng tôi sẽ tấn công họ. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện với Thủ tướng Netanyahu thảo luận về các mối đe dọa từ Iran. Ông Biden nói rõ, Mỹ ủng hộ mạnh mẽ Israel trước mối đe dọa đó. Các nhà báo của Reuters cùng người dân ở trung tâm thương mại Tel Aviv ở Israel cho biết, dịch vụ GPS đã bị gián đoạn, một biện pháp rõ ràng nhằm giúp ngăn chặn tên lửa dẫn đường. Iran, kẻ thù không đội trời chung của Israel, đã thề trả thù cho vụ sát hại hai tướng lĩnh của nước này cùng năm cố vấn quân sự trong cuộc không kích vào cơ sở ngoại giao của Iran ở thủ đô Syria hôm 1 tháng 4. Israel được cho là đã thực hiện một trong những cuộc tấn công quan trọng nhất nhằm vào lợi ích của Tehran ở lãnh thổ đồng minh thân cận của họ là Syria. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận sự liên quan. Ông Netanyahu không đề cập đến vụ tấn công. Israel đã phát động chiến dịch tấn công lực lượng Hamas ở Gaza sau khi nhóm vũ trang này tiến hành vụ đột kích bất ngờ và bắt cóc xuyên biên giới vào ngày 7 tháng 10, 2023. Đồng thời cũng đã giao tranh gần như hàng ngày với lực lượng Hezbollah do Tehran hậu thuẫn ở Liban. Phía Israel là vậy, còn Iran vẫn hết sức thận trọng. Tehran phản ứng thận trọng. Cho đến nay, Iran vẫn tránh trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, đồng thời hỗ trợ các cuộc tấn công của lực lượng ủy nhiệm vào những mục tiêu của Israel và Mỹ. Tehran có một số lựa chọn, họ có thể triển khai các lực lượng ủy nhiệm được trang bị vũ khí hạng nặng ở Syria và Iraq, tập kích lực lượng Mỹ sử dụng Hezbollah để tấn công trực tiếp vào Israel hoặc tăng cường chương trình làm giàu uranium. Điều đó sẽ làm dấy lên mối lo ngại giữa Mỹ và các đồng minh về tiềm năng chế tạo bom hạt nhân của Tehran, điều mà phương Tây từ lâu đã tìm cách kiềm chế. Tuy nhiên, nhiều nhà ngoại giao và nhà phân tích cho rằng giới tinh hoa giáo sĩ Iran không muốn một cuộc chiến toàn diện với Israel hoặc Mỹ
điều vốn có thể gây nguy hiểm cho việc nắm giữ quyền lực của nước này và muốn tiếp tục sử dụng lực lượng ủy nhiệm để thực hiện các cuộc tấn công chiến thuật có chọn lọc và kẻ thù. Các cuộc tấn công ủy nhiệm như vậy vào lực lượng Mỹ trong khu vực đã chấm dứt vào tháng 2 sau khi Washington trả đũa việc ba binh sĩ nước này thiệt mạng ở Jordan do hàng chục cuộc không kích vào các mục tiêu ở Syria và Iraq có thể liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Iran và các nhóm dân quân mà nước này hỗ trợ. Các quan chức Mỹ cho biết vào giữa tuần rằng họ vẫn chưa thu thập được thông tin tình báo cho thấy các nhóm được Iran hậu thuẫn đang tìm cách nhắm mục tiêu vào quân đội Mỹ sau cuộc tấn công hôm 1 tháng 4. Mặc dù lưu ý rằng các cuộc tấn công của Israel vào các đối thủ trong khu vực có thể khiến binh lính Mỹ có nguy cơ bị trả thù, các quan chức Mỹ vẫn thông cảm với mong muốn của Israel trong việc khôi phục khả năng răn đe sau ngày 7 tháng 10 và ngăn chặn các dòng vũ khí và tay súng có thể đe dọa nước này. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết ngày càng có mối lo ngại rằng Iran sẽ thực hiện lời đe dọa trả đũa, làm tăng nguy cơ leo thang bất ổn trong khu vực. Các nhà lãnh đạo Iran đã công khai chỉ ra rằng Iran, quốc gia đang gặp phải các vấn đề kinh tế sâu xa, một phần do các lệnh trừng phạt của Mỹ và phải mất nhiều tháng để dập tắt tình trạng bất ổn phổ biến gần đây. Không muốn một cuộc chiến tranh lớn có thể gây bất ổn cho đất nước. Amos Yaglin, cựu giám đốc tình báo Israel, cho biết Iran có thể chọn ngày 5 tháng 4, ngày cuối cùng trong tháng Ramadan của người Hồi giáo và ngày khớt Charos Salem của Iran để đáp trả cuộc tấn công ở Damascus trực tiếp hoặc thông qua các nhóm ủy nhiệm. Ông Yaglin hiện làm việc tại trung tâm Belfer của trường Kennedy tại Đại học Harvard, Mỹ, nói: "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Iran hành động vào ngày mai. Đừng hoảng sợ, đừng chạy đến nơi trú ẩn, hãy theo dõi vào ngày mai và sau đó, tùy thuộc vào hậu quả của cuộc tấn công, nó có thể leo thang." Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.